tự dưng thèm thịt cừu quá, cho nên quyết định là tự mở tiệc BBQ sườn cừu nướng tại gia. Đương nhiên nhân vật chính là sườn cừu rồi, thêm một ít rau ăn kèm nữa cho đỡ ngán ấy mà. Lu thì không có quá giỏi bếp núc đâu, cho nên là chọn cách nướng đơn giản với bơ. Bạn nào mà không chịu được mùi thịt cừu á thì có thể sơ chế khử mùi trước khi nướng ha. Thịt cừu là một món ăn lạ nhưng mà chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Ăn kèm với thịt cừu á thì Lu có mua thêm một ít nấm mỡ nữa. Nấm mỡ là một trong các món nấm ăn ngon nhất thế giới, được giới ẩm thực và người dùng toàn cầu bình chọn. Với độ ngon, vị ngọt, mùi tự nhiên cùng thân hình ú nu mọng thịt của mình mà loại nấm này được sử dụng rất rộng rãi, từ bình dân đến sang trọng. Bạn có thể dễ dàng tìm loại nấm này trong các siêu thị, hoặc nếu như đi chợ online có thể tìm trên Nowfresh. Ăn kèm với thịt cừu và nấm thì đương nhiên phải có sốt rồi. Lu chọn sốt phô mai, ăn cùng vừa béo vừa thơm, tạo cho món ăn vô cùng lạ và ngon. Và đương nhiên ăn đồ nướng thì không thể nào thiếu rau rồi đúng không? Xem tới đây mà thèm thì mở tiệc tại gia giống Lu thôi nào.